Và sau đây văn bản thần chủ trời do lớp 10 A7 trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo niên khóa 2022-2023 xin được phép tái hiện. Hỡi chưa có thế gian cũng như chưa có khu vực và loài người, trời đất chỉ là một vùng hỗn độn tối tăm lạnh lẽo. Bỗng nhiên có một vị thần vua xuất hiện, chân thần dài không hề đáng tiếc. Một bước lại có thể qua từ vùng này đến vùng nọ, hay từ định hướng này hay định hướng khác. Thần ở trong đám thần hỗn độn kia không từ bao lâu, còn có một lúc thần đứng dậy, ngẩng đầu ngửa lên nhìn bầu trời lên, rồi từ mình đào đất. Đến một cái cột cao, vừa tay để chống trời, để cột được một phần đất cao lên chừng nào. Bốc từng hòn đá đắp đi. Các bạn bám vào vai nhau cũng được. Bám vào vai nhau là được rồi. Một người ngồi sau đó là bám vào. Một người ngồi rồi bám vào cao hơn một chút. Đấy, im lặng để nghe bạn Duyên đọc tiếp. Xin một tràng pháo tay. Mời các diễn viên trở lại với sân khấu để chào khán giả. Xin cảm ơn.